Vâng, Xuân Hợp xin mến chào tới toàn thể anh em và các bạn đang theo dõi kênh xe máy Xuân Hợp của mình. Thì video ngắn trên kênh của mình cũng đã giới thiệu sơ qua về những các cái dòng bóng LED mà chuyên gắn cho những các cái đèn xanh nhạt hay là đèn sương mù trên những các cái dòng xe máy của anh em và các bạn rồi. Còn video hôm nay mình sẽ test thử và hướng dẫn cho anh em và các bạn ta cái cách gắn những các cái dòng bóng LED này trên những các cái đèn xanh nhạt và những thay thế cho những cái đèn sương mù để cho anh em và các bạn ta cùng nhau tham khảo và ta cùng nhau áp dụng cho anh em và các bạn ta có cái nhu cầu mà mua những các cái dòng bóng LED này để về gắn tại nhà trên những chiếc xe của anh em và các bạn. Và thứ hai, đây là cái hệ thống bóng đèn LED dây, bóng nháy chạy. Thì anh em và các bạn ta có nhu cầu để mua về gắn trang trí cho những trên cái dòng xe máy từ xe ga cho tới xe số của anh em và các bạn cũng rất chi là đẹp, rất chi là bền bỉ. Còn bây giờ mình sẽ xin test thử những cái dòng bóng LED này mà chuyên gắn cho những các cái dòng đèn xanh nhạt hay là những các cái bóng sương mù của xe anh em và các bạn ta. Thì mình sẽ có ba cái màu, một cái màu xanh dương này và cái màu xanh nước biển và màu đũa đây. Đấy, ba cái màu này rất chi là đẹp và rất chi là sáng. Nếu anh em và các bạn ta gắn thay thế cho những các cái bóng đèn xanh nhạt hay là bóng đèn sương mù của xe của anh em và các bạn. Thì như thông thường thì với những các cái dòng bóng đèn xanh nhạt hay là bóng đèn sương mù, khi anh em và các bạn ta thay thế thì bình thường nó đang sáng như này. Thì với những cái dòng bóng sợi đốt này thì anh em và các bạn ta chỉ cần là cắm vào và anh em và các bạn ta không cần đổi chiều nào nó cũng sáng cả. Đấy. Nhưng với cái dòng bóng LED này, nếu khi anh em và các bạn ta mà có nhu cầu mua về để gắn cho những các cái xe máy của mình thay thế cho những cái dòng bóng đèn xanh nhạt hay là bóng đèn sương mù, thì anh em chỉ cần lưu ý cho mình là những cái dòng bóng LED này là nó sẽ có hai cực âm và dương. Đấy. Thì anh em và các bạn khi ta gõ cái bóng đèn đang sáng trên những các cái dòng bóng xanh nhạt hay là bóng sương mù xe của anh em và các bạn ra. Đấy. Thì khi anh em và các bạn ta kết nối cắm vào, thì ví dụ như anh em và các bạn ta cắm vào như thế này là nó không sáng, là bởi vì là nó đang bị ngược âm dương. Đấy. Thì anh em và các bạn ta chỉ nhổ ra và anh em và các bạn ta xoay đầu lại. Đấy, như vậy là bóng đèn của xe của anh em và các bạn ta đã sáng rồi. Đấy. Còn tiếp theo đây là cái bóng đèn LED màu xanh nước biển này. Mình cũng sẽ test thử cho anh em và các bạn ta nếu có những cái nhu cầu để mua về trang trí và gắn thay thế cho những các cái dòng bóng xanh nhạt hay là bóng sương mù xe của anh em và các bạn ta rất chi là đẹp. Đấy. Màu sáng xanh rất chi là đẹp, rất chi là nổi. Khi anh em và các bạn ta lưu thông xe ban đêm thì cái ánh sáng nó tỏa ra thì rất chi là đẹp luôn. Còn đây là cái bóng màu đỏ. Đấy. Và anh em và bạn ta lưu ý, nếu anh em và bạn ta khi kết nối cắm bóng đèn vào như này, nếu nó không sáng thì anh em và bạn ta chỉ cần xoay chiều lại như này là đã đúng cực âm dương, thì ngay lúc đó bóng đèn lắp trên những các cái dòng xe của anh em và bạn ta thay thế vào sẽ sáng. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu và test thử cái dòng bóng LED dây này. Anh em và các bạn ta nếu có nhu cầu mua về để gắn trang trí trên những các cái dòng xe máy, xe ga hay xe số, xe của anh em và các bạn, thì khi anh em và các bạn ta có nhu cầu mua về gắn, ví dụ như là gắn vào hai cái nhím hay là gắn vào cái phía đường sau của xe của anh em và các bạn thì nhìn rất chi là nổi. Thì cái kết nối này thì nó cũng đã có riêng biệt một dây màu đũa là cực kỳ dương, còn một dây màu đen là cực âm. Khi anh em và các bạn ta gắn xong những các cái dây LED này thì anh em và các bạn ta kết nối đúng chiều của nó và dây đũa là vào với cực dương, còn dây đen là vào cực âm. Bây giờ mình sẽ test thử cái LED dây này để cho anh em và các bạn ta tham khảo. Đấy. LED này là rất chi là sáng, rất chi là đẹp, nó nháy chạy luôn. Và đảm bảo cho anh em và các bạn, khi anh em và các bạn ta gắn những các cái dòng bóng LED này thì nó rất chi là bền, rất chi là sáng, rất chi là nổi, đẹp. Khi anh em và các bạn ta mà lưu thông xe ban đêm thì nhìn rất chi là đẹp. Thì nếu như anh em và các bạn ta có nhu cầu mua những các cái dòng bóng LED này thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo hoặc Facebook của mình sẽ có giá cả rất chi là ưu đãi cho anh em và các bạn. Thì anh em và các bạn ta xem video của mình mà thấy hay và hữu ích cho anh em và các bạn
thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình để ta theo dõi những video mới trong kênh. Xuân Hợp xin chúc anh em và các bạn ta luôn luôn thành công. Chúc anh em và các bạn thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.